Bộ phim Hạ Chí Chưa Tới. Nhà sản xuất Trương Triều Dương, Cung Vũ, Triệu Y Phương. Đạo diễn Hàng Dương. Biên kịch Thi Tạo, Lưu Thuần Quang, Lưu Phi. Tổng giám chế Dương Bội, Dương Hiểu Huy, Lưu Trí. Điều hành sản xuất Trương Diệp Thanh. Hậu kỳ Lâm Khiết, Lý Đông, Hoàng Khiết Quân, Trương Văn. Với sự tham gia của các diễn viên Trịnh Sản trong vai Lập Hạ, Trần Học Đông trong vai Phó Tiểu Tư, Bạch Kính Đình trong vai Lục Chi Ngang, Sai Bích Dân trong vai Trình Thất Thất, Hạ Tử Đồng trong vai Ngộ Kiến, Trịnh Hợp Quệ Tử trong vai Nhan Mạc, Trương Siêu trong vai Thanh Điền, Dương Ngọc Văn trong vai Lý Yên Nhiên, Hồ Nhất Thiên trong vai Âu Tuấn, Nghe Cảnh Dương trong vai Cố Văn Nhân, Hà Giai Tuyên trong vai La Húc, Dương Thụ Văn trong vai Đinh Vĩnh Dương cùng một số diễn viên khác. Tập 25. Mặt ngửa, ra ngoài, đi bên phải. Đi thôi. Tiểu Tư, hồi nãy anh nói đói bụng mà. Em thấy có tiệm bánh bao, em đi một chút ha. Cô gái à, cô may mắn lắm đó. Chỉ còn hai phần cuối cùng thôi. Cảm ơn. Hết bánh rồi sao? Hôm nay hết bánh rồi, hẹn ngày mai nha. Này, 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 cô gái à, làm ơn à, xin giúp tôi một chuyện được không? Con trai của tôi nó rất thích ăn bánh bao. Cô có thể bán cho tôi một cái được không vậy? Tôi trả tiền cho. Chú không cần đưa tiền đâu. Con tặng cho chú đó. Chú cứ cầm đi. Cô tốt bụng quá, tôi lấy một cái được rồi. Cảm ơn cô nha, cô trở thành ân nhân cứu mạng cho con trai tôi rồi. Cô gái à, cô thật lương thiện đó, người như cô chắc chắn làm nên việc lớn. Con trai của chú ở đâu vậy? Chờ một chút. Con trai của tôi, ra đây. Đây, con trai tôi đây. Nè nè, mau cảm ơn ân nhân cứu mạng đi hả? Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đây là con trai của chú hả? Đúng vậy. Nó kén ăn dữ lắm, nhìn vậy thôi nó chỉ thích ăn bánh bao ở chỗ này và chỉ ăn nhân thịt mà thôi. Tên của nó là gì vậy chú? Nó tên là Đu Đu, là tôi đem nó về khi nó bị người ta giết bỏ. Vậy thôi nha, cảm ơn cô gái. Tôi và con trai tôi về nhà dùng bữa đi hả? Không có gì. Được rồi, chúng ta về nhà thôi con trai, có đồ ăn rồi đây. Thấy thơm không? Em đi lâu quá vậy? Hồi nãy mắc cười lắm luôn á. Em mới gặp được một người thú vị vô cùng luôn. Thú vị sao? Có thú vị hơn anh không hả? Tiểu Tư, có câu này em luôn muốn hỏi anh. Nhiều người như vậy, tại sao anh lại chọn em? Em...
thật sự rất là bình thường khi lạc ở trong đám đông, trong 3 giây liền biến mất ngay. Em không hề bình thường. Trong mắt anh, em là người duy nhất. Có rất nhiều người thích anh, nhưng thứ mà họ thích không thật sự là anh. Thứ họ thích là phó tiểu tư mà họ tưởng tượng ra là một phó tiểu tư hoàn mỹ. Còn anh thì thường thích thức khuya, đôi mắt thâm quầng, hơn nữa tính cách khó chịu, không cười với người khác. Chỉ có em thấy được con người thật nhất của anh. Có thể bao dung cho anh không hoàn mỹ, nên trong mắt của anh, em mới là người duy nhất. Nè, ăn đi. Tiếp tục đi. Cho tôi hỏi một chút, có tập tranh tên là Dương Quốc những đóa hoa rực lửa hay không vậy hả? À, quyển đó hiện tại đã hết rồi. Đã hết rồi sao? Khi nào sẽ có lại vậy? Cô cũng là fan của Tế Tư đúng không? Quyển đó bán chạy lắm, vừa lên kệ đã hết rồi. Chúng tôi cũng chịu thôi, bây giờ nhà xuất bản đang chờ in thêm đó đó. Nếu như cô muốn có được quyển sách đó, xin để lại thông tin liên lạc nha. Ừ, cảm ơn cô. Không có chi. Alo. Tiểu Tư ơi, em không mua được tập tranh của anh bởi vì nó được bán hết sạch rồi. Em căng thẳng làm gì? Sợ sách của anh bị ế hay sao? Đương nhiên rồi, anh vì quyển sách này mà bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Em muốn biết thành quả của anh thế nào thôi. Bây giờ em an tâm chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn mừng nha. Được thôi, được thôi. Bây giờ em đang ở gần công ty âm nhạc của Ngộ Kiến đó. Hay là mời Ngộ Kiến và Đoạn Kiều tham gia luôn đi. Hay lắm. Được rồi, tạm biệt. Xin chào, tôi có thể gặp Ngộ Kiến được không ạ? Ngộ Kiến sao? Ở đây không có người này. Cô ấy là ca sĩ ký hợp đồng ở đây mà. Ngộ trong tư ngộ, Kiến trong diện kiến. Hay là cô đến tìm sai chỗ rồi? Tôi sẽ gọi lại cho cô ấy. Chị Triệu. Cô là bạn của Ngộ Kiến sao? Dạ xin chào, bà là... Cô đến trả tiền cho cô ta. Tiền hả? Tiền gì vậy? Đừng lo lắng Lập Hạ, anh bắt được Đoạn Kiều rồi. Sau khi Ngộ Kiến không còn ca hát nữa thì ở nơi như vậy hả? Đến nơi rồi. Anh tìm em hả? Anh xin lỗi.
Phó Tiểu Tư, cậu tìm Đoạn Kiều hả? Mình cũng tìm anh ấy. Thì ra mình tới nói với anh ấy, thật ra thì thôi được rồi, mình không nói dối nữa. Xin mời vào nhà. Vào nhà đi. Chào mừng tới với tổ ấm hạnh phúc nhỏ bé của Ngộ Kiến. Tốt lắm đúng không? Chào mừng, chào mừng, chào mừng. Chỗ ở nhỏ cứ thoải mái đi. Tuyệt không? Do tôi thiết kế, sử dụng không gian hợp lý. Anh thật lợi hại. Chuyện nhỏ thôi mà. Anh chàng ngốc này, nói giống gì vậy hả? Nếu như Lập Hà tận mắt thấy cảnh này, nhất định sẽ rất đau lòng. Nè, cảm ơn. Có tin là tao chặt cánh tay của mày không? Buông ra. Hãy kiếm nè, 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 làm gì đó? Ngộ Kiến, cô giáo đang kiếm cậu, đi. Water will turn into ice at the zero. Okay. Cảm ơn cậu nha. Mình đã hứa với cậu rồi, là bạn của cậu, dù là buồn hay là vui, mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua. À, cậu đừng gọi Lập Hạ tới đây. Thực ra mình tốt lắm mà, có nhiều hàng xóm, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù nhà nhỏ nhưng đầy đủ tất cả luôn đó. Nè, để mình cho cậu xem nha. Điều kiện chỗ của mình tốt lắm. Ở chỗ khác là phải dùng nhà tắm công cộng, nhưng mà ở đây có phòng tắm riêng nè. Giờ tiền của mình kiếm được hàng tháng, chỉ cho tiền nhà và tiền sinh hoạt, tiết kiệm cũng được khá đó. Mọi người đừng buồn cho mình nữa. Núi xanh vẫn còn đó, thì vẫn còn có củi đốt. Mình tìm được một nơi thích hợp để ca hát rồi. Ngộ Kiến, cậu hãy yên tâm, tụi mình nhất định sẽ giúp cậu. Cái gì mà giúp hay không giúp, đối với mình thì bạn bè ở bên nhau là vui lắm rồi. Đừng nói mấy chuyện không vui nữa, ăn thôi. Nè. Đũa. Đũa mình đã rửa rồi đó. Đừng để ý nha, cứ ăn đi. Đoạn Kiều, anh quen với chỗ này lắm, có phải có gì hay không? Tôi nào dám chứ, tôi vẫn muốn sống thọ mà.
Hồ Kiến à, hình như anh ấy thích cậu lắm đó. Cậu nên suy nghĩ một chút đi. Sao có thể được chứ. Ăn đi. Nè, có cô ca đó. Cô ca. Cạn nha. Cạn. Cạn. Những gì đã qua hãy để cho qua. Dù gì tôi cũng tin mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cạn ly. Cạn. Cạn. Tốt rồi. Ăn đi. Ăn thôi. Tên phản bội. Sao anh nói chuyện của em ra vậy hả? Chuyện này không thể trách anh. Em bỏ vũ khí xuống đi. Em không bỏ. Nói mau. Là như vậy nè. Hôm nay Phó Tiểu Tư đến cửa hàng rủ chúng ta đi ăn cơm, hỏi em ở đâu. Thì anh phải nói là em đang ở công ty và đang ca hát. Cậu ta vạch trần anh tại trận luôn. Cậu ta nói: Đoạn Kiều, anh đừng bịa chuyện nữa, tôi đã biết hết rồi. Anh bị đơ ra luôn đó. Cho nên anh nói thật. Anh là đầu gỗ hay sao vậy? Không phải anh giỏi bịa chuyện lắm hả? Anh không biết nói lý do khác hay sao? Thì anh cũng rất bất ngờ mà. Để bù đắp cho sai sót của anh, hôm nay anh sẽ rửa chén, sẽ lau nhà, vệ sinh phòng tắm. Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện. Thôi đi, thôi đi. Em cũng phải nói các bạn biết sớm chuyện này. Các bạn mà biết rồi sẽ rất lo lắng cho em. Em cũng đừng tự trách. Họ sẽ thông cảm. Sao nước lạnh vậy? Mở bình nước nóng chưa? Hư rồi. Hư hả? Trời lạnh như vậy mà em tắm bằng nước lạnh sao? Ừ, không sao đâu. Xin chúc mừng Trình Thất Thất thuận lợi tiến vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Vòng tiếp theo, bạn sẽ tham gia khóa huấn luyện kéo dài vài tháng. Xin hỏi, bạn đã sẵn sàng hay chưa? Esan, khi chúng ta còn trẻ, hãy làm những việc mà chúng ta muốn. Nên quyết định lần này của tôi là đúng đắn, có phải không?
em đã ăn tối rồi. Được rồi, anh ngủ sớm đi ha. Được. Sao gì hả? Có phải em đang nghĩ về chuyện của Ngộ Kiến không? Số tiền lớn như vậy làm sao mà chúng ta có thể... Chúng ta nhất định sẽ nghĩ được cách giải quyết mà. Ừ. À đúng rồi Tiểu Tư, hôm nay trên đường về đó, em có gặp một thầy giáo. Thầy ấy có đưa cho em một danh thiếp, nói rằng có một công ty muốn gặp anh, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Lập Thông Aron. Tìm anh hả? Đúng rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Lập Thông. Lập Thông à? À, em đã nhớ công ty đó rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Lập Thông là một công ty rất nổi tiếng đó. Họ chuyên đào tạo ca sĩ hạng nhất, nghệ sĩ, nhạc sĩ và có cả diễn viên nữa. Công ty của họ có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Công ty đó chuyên lập ra những kế hoạch cho các nghệ sĩ. Em nghĩ nếu như anh được ký một hợp đồng với họ, nhất định anh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Anh không hứng thú lắm, nhưng nếu em muốn, anh sẽ đi với em. Vậy cũng được. Tiểu Tư, anh suy nghĩ thêm đi. Có được cơ hội thì cứ xem thử coi sao. Ừ, ngủ sớm đi. Tất cả 3560 yên ạ. Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại. Làm phiền. Hãy mau kìm nén, hãy bình tĩnh. Biến thái. Chị ơi, giờ biến thái nhiều quá. Biến thái. Đói quá.
Xin chào, tôi muốn gọi thức ăn. Hãy cho tôi một phần thịt xé sốt tương. Cho nhiều thịt một chút nha, xào ngọt một chút đó. Thêm một phần tôm đậu hũ nữa, đừng làm tôm tanh quá. Cho thêm một phần giò heo nướng, lượng heo mập mà đừng mập quá nha. Cửa hàng của anh có cá chìm không vậy? Lấy một phần cơm cá chìm, cá chìm cũng phải mập đó nha. Được 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 được. Tiền mặt sao? Được. Hay là không biết chỗ của anh có chấp nhận quẹt thẻ không ha? Nếu có thể thì trả theo kỳ được không? Không phải, ý của tôi là tôi có thể ghi nợ không? Chắc chắn tháng sau tôi sẽ trả mà. Không phải đâu, tôi sống ở chung cư đối diện, tôi không giật nợ đâu. Ai lừa gạt anh chứ? Nè, không phải, đừng ích kỷ mà. Anh có phải là người Trung Quốc không vậy? Nè, alo. Alo. Hương hương, lần lần, tì tì. Mẹ có các con, như vậy là đủ lắm rồi. Ngủ với mẹ nha. Ngủ rồi thì sẽ hết đói. Các con ngoan, các con đang đói phải không? Thơm quá. Này, thơm quá. Sườn xào chua ngọt. Đói quá. Người ta thường nói hạnh phúc đến gõ cửa, nhưng mà hiện thực thường rất bi đát. Có sao vậy? Đến gõ cửa nhà mình hình như chỉ là cô hàng xóm đáng ghét, chỉ như vậy thôi. Vậy rồi mình nhận ra hàng xóm tốt hay không tốt có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Hàng xóm không tốt đôi khi mang đến cho bạn một trải nghiệm tồi tệ kinh thiên động địa. Cậu bị sao vậy? Được chứ nghe, cậu thật tuyệt vời. Cậu nấu được ăn thơm quá đi á. Chết đói mấy ngày rồi hả? Không đâu, không đâu, mới chỉ 3 ngày thôi à. Cậu ăn chậm thôi. Bộ cậu không ăn hả? Không ăn đâu, mình nhìn cũng no rồi. Vậy để mình ăn hết cho. Ngon quá. No quá đi. Tháng này mình nhờ cậu nha. Cái gì? Ngon quá. Cậu làm gì vậy? Mình thấy cửa nhà cậu hơi bị dơ. Mình lau giúp cậu ha. Sẵn tiện ạ. Sẵn tiện ăn sáng luôn. Mình nhận hàng giúp cậu rồi đó. Ê, sao cậu lại nhận giúp mình? Còn dám ăn dũng hả? Sao cậu biết bánh ba con sóc mà mình thích nhất vậy? Nhiều đồ ăn như vậy cậu không ăn hết đâu. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia mà, đúng không? Mình ăn hết đó. Ê, cho mình một túi đi. Đóng cửa. Cho mình với. Báo đây. Bữa sáng xong chưa? Kể từ đó mỗi ngày nhan mặt đều đến ăn nhờ. Quan hệ giữa người với người dường như được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Cứ tưởng cuộc sống không có tiểu tư sẽ rất nhàm chán, nhưng mà có nhan mặt ở đây lại thêm phần sắc thái. Có những lúc không có cô ấy, bỗng có cảm giác không quen lắm.
Tôi muốn gặp người này. Dạ ông Aaron, có khách tìm ông ạ. Dạ được. Xin chờ một chút. Chào hai vị, xin mời theo tôi. Ông chủ à, hai vị khách đã đến. Xin mời hai vị vào. Xin chào. Phó Tiểu Tư, cuối cùng cũng gặp cậu. Rất vui được gặp chú. Xin mời ngồi. Hai ân nhân, lâu quá không gặp. Chú vẫn còn nhớ con hả? Con cứ tưởng chú đã quên con rồi chứ. Tất nhiên rồi, ân nhân cứu mạng mà sao quên được chứ. Tiểu Tư, chú ấy là người em đã nói với anh lần trước đi mua bánh bao em đã gặp. Người có chú rùa đen là con trai, nhớ không? À, con trai của chú có khỏe không vậy chú? Nó khỏe lắm, con muốn gặp nó không? Con trai à, ra đây đi. Đây, ra gặp khách đi nè, hả? Chào, cậu khỏe không? Ân nhân của con nè, có nhớ không? Xin chào cậu, chú rùa nhỏ. À phải rồi, hôm nay chú hẹn hai người đến đây là vì muốn bàn chuyện hợp tác với cậu Phó Tiểu Tư. Tập đoàn Lập Thông chúng tôi rất coi trọng tài năng của cậu Phó và muốn cùng cậu phát triển cho tương lai. Và muốn hợp tác nên chúng tôi đã soạn thảo sẵn một kế hoạch phát triển rất chi tiết, tài liệu. Hai vị, xin mời. Cảm ơn. Độc quyền xuất bản tạp chí. Đây là một bản kế hoạch rất chi tiết, là một bản kế hoạch rất chuyên nghiệp. Bản kế hoạch này cũng được. Chúng tôi rất hy vọng thu hút và hợp tác được với một nhân tài như cậu Phó, sau đó tiến hành đưa sản phẩm của cậu lên phân khúc thị trường cao hơn. Thấy sao hả? Cậu có hứng thú với tập đoàn Lập Thông hay không? Tiểu Tư, chờ em với. Chờ em, sao anh đi nhanh vậy? Ra ngoài đây còn thấy dễ chịu hơn. Sao anh từ chối ngay vậy hả? Sao không suy nghĩ kỹ hơn? Vì điều kiện đưa ra rất tốt mà. Ít nhất anh không cần phải tìm kiếm nhà xuất bản. Em thân với ông chủ đó lắm sao? Đâu có đâu. Không thân sao nói chuyện nhiều như vậy? Em đâu có đâu. Mỗi lần hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất là hợp ý đó. Là vì muốn quan tâm tới tiền đồ của anh thôi chứ bộ. Tiền đồ của anh liên quan gì tới ông ấy? Nếu sau này em mà còn như vậy nữa, anh sẽ... Nè Phó Tiểu Tư, đừng giận nữa mà. Anh đừng giận mà. Đừng giận mà. Thất thất làm như vậy là có lý do của nó thôi. Nè, vậy có được không? Giờ con bé về, trực tiếp hỏi nó cho rõ ràng nha, có được không anh? Em chỉ biết bao che cho nó. Còn gì mà hỏi nữa hả? Giáo viên đã tìm đến chúng ta nói chuyện rất rõ ràng rồi kìa. Nó đã bỏ học, đã tự ý rời khỏi ký túc xá. Còn giống sinh viên nữa hay không? Bây giờ nó vô phép vô tắc là do em đã chiều hư nó đó. Em nói đi, bất cứ chuyện gì trong nhà không cần em phải lo. Chỉ mỗi việc dạy con mà cũng không xong nữa. Anh xem anh nói cái gì kìa. Con gái đâu phải của một mình em đâu, là của chúng ta mà. Sao có chuyện là anh là trách em được chứ? Nếu anh có thể dồn một nửa quan tâm anh dành cho con trai để dành cho con gái của chúng ta thì nó sẽ không như vậy đâu. Em nói vậy là có ý gì đây? Anh không dành sự quan tâm cho Thất Thất khi nào hả? Nhà và xe của gia đình, bất kỳ thứ gì cũng có tên của Thất Thất. Nói cho em biết, những gì Diệp Nhi đang có, Thất Thất nó cũng có phần. Nhưng mà nó so với Diệp Nhi thì không biết điều một chút xíu nào. Chỉ biết suy nghĩ những điều dớ dẫn, giống y hệt em vậy. Không biết chừng mực. Em mau gọi điện cho nó, kêu nó trở về đây.
hãy nói rõ với nó. Nếu như còn hành động thiếu suy nghĩ, anh sẽ không để gì cho nó hết. Mau gọi đi. Mẹ ơi, con về đến nhà rồi. Dạ. Anh đừng giận nữa. Ê, con gái sắp về tới nhà rồi. Ừ. Đứa con gái này, anh chỉ cần nó lý lẽ với nó, nó nhất định sẽ nghe theo thôi. Sau nhiều lần sàng lọc, đã tìm được 8 thí sinh của cuộc thi lọt vào vòng chung kết. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một cô gái đến từ Thiển Xuyên và biết vẽ tranh Trình Thất Thất. Thất Thất nó về rồi kìa. Vào nhà đi con. Con nói đi, sao lại giấu ba mẹ và âm thầm tham gia cuộc thi này vậy hả? Nào, mau lên, nhận lỗi đi. Và sau này con sẽ không tham gia cuộc thi nữa. Ba, con thực sự rất thích ca hát. Và cuộc thi này, con không muốn rút lui. Nước cười. Thứ dớ da dớ dẫn này của con cũng gọi là cuộc thi hay sao? Con không thấy xấu hổ hả? Tiết mục như vậy, nếu các đồng nghiệp của ba mà xem được, thì ba biết giấu mặt ở đâu đây? Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chăm chỉ học hành, sau này tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và đem bằng cấp trở về đây, rồi chọn một công việc ổn định để cho bà được hãnh diện. Chỉ giống như bây giờ vậy hả? Xuất đầu lộ diện rêu rao sự chú ý, người ta nhìn vào sẽ thấy sao? Tại sao chúng ta phải để ý cách nhìn của người khác? Con thích ca hát, con sẽ luôn thích ca hát. Chỉ có bà là không biết thôi. Con không có thích vẽ tranh đâu. Con không có vẽ được và con không thể làm chuyện mà con không thích. Còn nữa, con không thích học Đại học Bắc Kinh. Đó chỉ là suy nghĩ của ba mẹ, chỉ là con không dám nói ra mà thôi. Con đã 20 tuổi rồi, con chưa từng được sống cuộc sống của con mong muốn. Con biết bản thân mình muốn gì mà. Từ nay trở về sau, con muốn sống cuộc đời của riêng mình. Con đã quyết định rồi. Hát mấy bài hát đó là cuộc đời của con hay sao? Đúng là ấu trĩ. Con đừng có quên, gia đình của chúng ta chưa từng làm qua cái nghề này bao giờ. Con đi ra ngoài, con mất mặt không? Con đáng mặt với ai? Con làm mất mặt ba sao? Được thôi, cứ cho là con làm mất mặt ba đi. Nhưng mà ba à, con thực sự hy vọng ba có thể thay đổi. Vậy đó là thời đại nào rồi? Ba cũng là người có văn hóa, sao ba lại có tư tưởng lạc hậu cổ hủ đến như vậy chứ? Đừng có. Anh à, đừng đánh con mà anh. Em xin anh đó. Con vẫn sẽ ca hát, con vẫn sẽ làm những việc mà con yêu thích. Đừng trách con không nói với ba mẹ. Thực Thức à, mày bước ra khỏi đây thì đừng có trở về nữa. Là do cô đã chịu hư đó đó, cô dậy nó đi, tôi không quan tâm. Sao anh lại vậy chứ? Alo. À, xong rồi, xong rồi, xong hết rồi. Được, yên tâm đi. Đừng có lo, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức vào vòng chung kết ở Thượng Hải.
Không có sao đâu. Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay. Được, 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 tôi đến ngay mà. Ừ, tạm biệt, lát nữa gặp nha. Làm sao để giúp Tiểu Tư đây? Dạ, xin chào. Chào cô Lập Hạ, tôi chính là thư ký riêng của ông Aaron. Xin hỏi cô và anh Phó có thời gian hay không? Tôi xin lỗi, anh ấy đang bận, không qua đó được đâu ạ. Chắc là không được rồi. 3 tiếng nữa ông Aaron sẽ đi Hokkaido, 2 tháng sau nữa mới quay về. Nếu bây giờ hai người không có thời gian thì đành cho ông ấy về nước vậy. Vậy bây giờ tôi sẽ tới đó. Xin lỗi nha. Xong việc thì hãy tới quán cà phê Tân Thiên Địa. Chú Aaron có việc cần bàn với anh. Thank you.